Trong khoảng thời gian đó, ba mẹ của ảnh không chấp nhận cho ảnh quen em, vì lúc đó họ đang sắp xếp cho ảnh gặp một cô gái khác cũng ở Việt Nam luôn, nhưng mà ảnh không đồng ý. Thì lúc đó ảnh về ảnh thuyết phục mẹ và ảnh nói chuyện với gia đình. Mẹ ơi, làm ơn. Vậy đó. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Wow. Sawadee khap. Sure. Oh, vậy là sao? Là dạ, trang phục này là trang phục của người Campuchia. Sao em lại mặc bộ trang phục này? Dạ, tại vì mẹ chồng em là người Việt gốc Campuchia. Mẹ chồng em là người Việt gốc Campuchia. Thì dạ, chắc chắn anh ấy cũng là người Campuchia gốc Việt. Dạ, anh ấy là người Mỹ gốc Việt và lai Campuchia. Ba anh ấy là... Ba của anh ấy là người Mỹ gốc Anh. À, bạn có thể nói tiếng Việt được không? À, một chút. Mời bạn giới thiệu về mình. Tôi tên là Brian, 27 tuổi. Tôi là làm director trung tâm tiếng Anh. Ở đâu? Quận Bình Tân. Em tên là Hân, năm nay em 26 tuổi. Em đang làm công ty và cũng là đang là giáo viên dạy tiếng Anh. Công ty thì em làm tại thành phố Hồ Chí Minh, còn em dạy tiếng Anh thì ở Tiền Giang. Tụi em gặp nhau như thế nào? Em gặp vợ em qua app dating 3 năm trước. Em đi Việt Nam thăm ba con, nói với vợ em 2 tuần. Sau 2 tuần em gặp vợ em ở Bitexco. Lúc đấy thì là 9 giờ tối rồi. Khi mà em đến Bitexco đó, thì em lên trên tầng trên, như ảnh chụp cái bức hình á, anh bảo là tôi đang ngồi đây nè. Xong rồi em đi lợi ngay cái bàn đấy, tại vì em cũng đã lên Bitexco mấy lần. Thật ra là em nói, ủa sao mình lợi mà mình thấy ảnh đâu trơn. Cái mình mới nhắn tin, anh đi đâu rồi, bây giờ anh có muốn gặp hay không? Nếu mà anh không muốn gặp thì em đi về. Lúc đó thì ảnh sợ quá, ảnh đi vòng vòng. Cho đến khi mình hỏi cái câu chuyện ra thì ảnh mới nói là tại vì lúc đó ảnh nặng 200kg. Thành ra là ảnh ngại là mình đến mình lại bỏ về. Nhưng cuối cùng thì hai đứa em có gặp nhau. Ảnh lại mang rất là nhiều bạn bè đến, tại vì ảnh sợ. Vậy đó hả? Em có suy nghĩ như thế nào khi mà vợ em nhận lời gặp mặt em? So excited, đẹp quá. Đẹp quá. Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Sau đó cũng có những cái cuộc trò chuyện tiếp theo, rồi cũng gặp bạn bè ảnh, rồi cũng dẫn bạn bè ảnh đi vòng vòng chơi tại Sài Gòn. Thì tuần cuối cùng mà ảnh gặp em thì cũng là lúc ảnh phải quay về Mỹ. Rồi anh có tỏ tình với em không? Anh có nhắn tin là em có muốn làm bạn gái anh không? Mà lúc đó là anh trên máy bay rồi. Thì lúc đó mình mới nói là em đồng ý với một điều kiện. Một tháng anh phải viết thư tay cho em 2 lần. Wow. Và lúc đó anh trả lời với em là một tuần anh viết 2 lần cũng được. Wow. Đào thai. Write too much. Viết nhiều quá, đau tay. Đau tay hả? Đau tay quá hả? Bao lâu thì ảnh qua ảnh thăm em một lần? Ảnh về Mỹ được 2 tuần, ảnh lại quyết định quay trở lại. Và cứ thế thì 2 tháng ảnh qua một lần. Trong khoảng thời gian đó, ba mẹ của ảnh không chấp nhận cho ảnh quen em, vì lúc đó họ đang sắp xếp cho ảnh gặp một cô gái khác cũng ở Việt Nam luôn, nhưng mà ảnh không đồng ý. Thì lúc đó ảnh về ảnh thuyết phục mẹ và ảnh nói chuyện với gia đình. Mẹ ơi, làm ơn. Vậy đó. Và lúc đó ảnh cũng âm thầm ảnh tập thể dục từ 200kg mà ảnh xuống còn 100kg. Thế còn gia đình em thì sao? Em có nói với mẹ em là em đang quen cái anh này, mà ảnh cũng không được nhỏ con cho lắm. Mẹ em thì không có suy nghĩ về ngoại hình. Mẹ em cũng nói là nghe nói là tay á cũng hơi ghê, sợ bị lừa đảo. Em có nói là do mẹ của ảnh là người Việt Nam gốc Campuchia, thì hai bên người lớn có nói chuyện xin phép theo truyền thống Việt Nam. Sau đó thì ảnh về quê. Đó, mọi người ngạc nhiên tại sao con bảo là 200kg mà bây giờ đâu có thấy 200kg gì đâu, nó ốm nhơ mà. Có nghĩa là lúc đó ảnh chỉ có 80kg thôi, còn hiện tại bây giờ là 150. You happy? Yeah, happy. Gia đình của Hân là tuyệt vời. Mẹ của Hân nhiều là second mother. Mẹ của Hân á coi như là người mẹ thứ hai luôn. Yeah, yeah. Mẹ của Hân nào thích khó dưỡng nhau mẹ.
giống mẹ của anh. Yeah. Brian học tiếng Việt được mấy năm rồi? 6 tháng. 6 tháng như vậy là good á. Cảm ơn. Các em quen nhau bao lâu thì mới quyết định đi tới kết hôn? Tụi em quen nhau khoảng 8 tháng và sau khi em qua Mỹ thăm gia đình thì hai bên đã xúc tiến cho tụi em đăng ký kết hôn. Em kết hôn được mấy năm rồi? Được gần 2 năm rồi chị. Mà lúc mà mình chụp hình cưới á, mình có nói với anh này là ở Việt Nam á, là truyền thống là người ta hay đi chụp ngoại cảnh hay là chụp một bộ album cưới để làm kỷ niệm. Nhưng mà anh không đồng ý. Think I look mập. Đó là em đã xuống 100 kg chưa? Vẫn còn ngại. Anh nói thôi, đừng ra đó chụp. Chụp chi nóng muốn chết. Mình chụp tắm thôi, để trước cổng vậy thôi được rồi. Ta biết mặt mình thôi. Sau khi đám cưới về, cưới một cô vợ Việt Nam. Đó thì là cái cuộc sống của Brian đó, có gì khác biệt, có gì thú vị hay không? Sau khi we get married, hai chồng vợ đi du lịch Taipei, Thailand, Cambodia. Đi du lịch. Vậy là cái honeymoon là ở đâu? Honeymoon là Taiwan. Vui không? Dạ vui. Làm quá. Đêm tân hôn có vui không? Dạ. Về đẹp quá, so smart, motivating, tình yêu, an, không sao, mắt. Rồi, 2 năm ở với nhau. Vậy thì có vợ mộng gì không? Anh Brian có thật xấu gì không? Thì khi mà cưới nhau về rồi thì ở chung thì mình mới thấy ra là trời ơi, cái anh này anh làm biếng muốn chết. Hiểu không Brian? Hiểu. Mình đi làm mệt, mình đi từ sáng cho tới chiều. Xong rồi mình lại đi tỉnh, rồi mình quay trở lên. Bước vào nhà mở căn phòng ra nhìn muốn xỉu. Quần áo lung tung, không hề ngăn nắp một chút xíu nào. Mình chỉ có đứng la làng thôi. Anh tưởng mình gặp cơn ác mộng hay là cái gì. Anh chàng nói, ủa sao em la lên vậy? Trời ơi, anh làm cái gì mà nhà cửa như có ăn trộm ăn cướp vào vậy? Anh quăng đồ hả? Thay đồ, quăng đồ lung tung. Dạ đúng rồi á chị. Mặc xong rồi để xuống đó luôn. Bây giờ thì ngăn nắp hơn rồi. Đã còn gì nữa? Anh thích uống bia, thích bạn bè. Nhiều khi mình nói là trời ơi, thôi anh bớt lại đi. Mình phải học để dành, giống như là châu Á mình, người châu Á mình là rất là tiết kiệm đó. Với lại sức khỏe của mình tốt hơn. Ngày nào em cũng nói, anh ơi anh đừng có uống bia nữa. Tiết kiệm, anh bớt gặp bạn bè lại. Tập trung làm việc nhiều hơn. Thế anh uống khoảng bao nhiêu lon? 8 lon. 8 lon? Dạ. Nghe 100 lon hết hồn. Rồi anh còn thật xấu gì nữa? Dạ thì lâu lâu anh hay nóng giận vô cớ. Cũng như là cái gì anh không làm được á thì anh hay nóng. Nóng như thế nào, anh thể hiện sao? Giống như là mình đang đi trên đường, cái người nào đó đang chạy cái sấn đầu xe anh. Anh la làng vậy đó, ta muốn giục chiếc xe luôn vậy đó. Đi ô tô hay là đi xe máy? Dạ xe máy á. Tức là không kiềm chế được đúng không? Dạ đúng rồi, anh không kiềm chế được. Giống như là cảm xúc người ta dễ bộc lộ ra. Gặp bạn bè anh tiêu xài nhiều. Nhưng mà anh có xài cho bản thân ảnh nhiều không? Ảnh ít xài cho bản thân ảnh, nhưng mà ảnh thích xài bất cứ thứ gì ảnh muốn. Giống như ra đường thấy người ta bán một cái món gì đó, không cần biết bao nhiêu, thấy người ta khó khăn là ảnh mua. Đồng cảm và chia sẻ. Dạ đúng rồi, nhưng mà đôi khi anh đồng cảm chia sẻ nhiều quá, người ta lợi dụng anh. Em có thấy ảnh khác với đàn ông Việt Nam nhiều không? Vì ảnh là nửa dòng máu châu Á rồi đó. Ảnh có nhiều cái thì ảnh cũng khác, và có nhiều cái anh cũng giống. Kiểu như là lai lai vậy đó. Nhưng mà cái nào không hiểu thì mình cắt nghĩa, mình giải thích. Rồi giờ tới Brian. Em muốn đổi tiền đỏ Mỹ cho Việt Nam đồng. Hồi vợ em. Em ơi, đổi tiền với anh. Đổi tiền. Anh không. Gì? Small. She say, ngàn hàng hơn. Tỷ giá muốn đưa nhiều đưa. Rồi xong rồi bảo với ảnh là vợ lúc nào cũng đúng. Và vợ em hồi còn uống bia mà ngày còn láng biếng. Làm biếng. Không làm biếng. Yeah. Cào nhào ảnh hoài á. Tối ngày cào nhào ảnh là đừng làm biếng. Đừng uống bia. Nói nhiều á. Cằn nhằn. Nhưng vợ em nói ăn còn uống bia. Không có tin. Nhưng vợ em mùa shopping. Rất là thích shopping đúng không? Còn gì nữa không? Nó finish. Yeah. Em muốn vợ em thay đổi cái gì? Anh muốn đi chơi với bạn một chút. Uống bia coi toàn
Nhưng vợ em đi làm cuối tuần. Don't go out. Stay home. Save money. Em không được đi đâu hết. Phải ở nhà giữ tiền, đúng không? Yeah. Nghĩa là muốn được đi chút xíu. Còn Hân, Hân muốn Brian thay đổi gì không? Em muốn Brian đi tập gym nhiều vô để giữ gìn sức khỏe. Em mong muốn ảnh đạt được số ký là bao nhiêu? Em mong muốn anh đạt số ký là 90 ký. Not possible. Không thể xảy ra. 110 ký. Được không? 110 ký trước đi. Dạ được. Không biết nói gì hơn là chỉ biết là chúc tụi em hạnh phúc và em sẽ đạt được cái điều mà em mong muốn. Dạ, xin chào em. Cảm ơn. Rồi. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay tiếp theo để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Dạ, em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân cùng quý vị khán giả. Em là Hoàng Nghĩa Quyền, năm nay em 26 tuổi, nghiệp em lái xe và em đến từ Nghệ An. Giờ đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi còn em. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả. Em là Huỳnh Thị Năng Khiếu, năm nay 27 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Quê thì ở Bình Thuận nhưng mà sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái tên gì thấy ghét vậy, tên Huỳnh Thị Năng Khiếu. Đi đâu ai cũng mất cái tên hết, nhưng mà hỏi mẹ thì mẹ kêu ba mẹ đặt cái chứ mẹ cũng không biết. Không biết là cái mối tình này nó sẽ bắt đầu từ đâu nè. Thì người ta đi xe của ông này. Ủa, em là lái xe tải hay là xe gì? Dạ xe, hồi xưa là đi chở sếp đi tỉnh, giờ bây giờ quay về lái xe tải ra thành phố. Vậy là tôi đoán trật rồi, chết quất luôn. Thôi bây giờ nói đi. Có chị kia, chị làm cùng cho số điện thoại vợ em. Nhỏ đó nó dễ thương lắm, mày đi tán, thử tán coi. Hẹn vợ ra công viên này là gặp vợ, hẹn vào quán cà phê. Rồi em gặp vợ em thì là cái ấn tượng đầu tiên của em về cô gái này như thế nào? Hồi xưa nhỏ con lắm, nói cũng nói nhiều á. Gặp ảnh thì nói chung là to cao cũng đẹp trai, nhưng có cái điều là hồi đó răng còn bị xuống. Ảnh ít nói lắm, đi chung với anh kia nói không à. Anh kia hỏi tên tuổi ảnh cứ ngồi anh mím mím anh cười chứ cũng không dám cười rộng nữa, tại sao xấu hổ. Cũng thấy được tại vì thấy tánh hiền mà cái mặt cũng hiền thiệt. Mà chị không biểu sao mà em tán được cái cô này hay thiệt á, tại vì lúc nào em ngơ ngác vậy nè, em ngơ ngác. Có nghĩa là khi hai đứa gặp là chắc mình cổ nói thôi. Còn em cứ ngơ ngác em nhìn vậy thôi đó, phải không? Anh hỏi thiệt em, từ lúc yêu nhau cho đến bây giờ, em có bao giờ gây lộn với vợ em không? Có chứ, nhiều lắm. Gây lộn có bao giờ thắng vợ không? Dạ không, thua không à. Thua chắc luôn à. Tại vì lúc đó anh cũng hay ghen lắm. Em thì cũng coi như anh là người đầu tiên. Nhưng mà trước đó thì có cái anh kia là mới tìm hiểu vậy thôi chứ chưa có tính chính thức quen gì, cũng thiệt tình kể cho anh nghe. Mà mỗi lần ghen tu là cái đập điện thoại, tánh gì chứ mà nóng lắm, đập điện thoại lúc quen chắc đập 7-8 cái á. Là tụi em quen nhau cũng 5 năm hả? Dạ đúng 5 năm. Cưới được bao lâu rồi? Dạ em cưới được 2 năm 3 tháng. 7 năm mấy rồi? Dạ. Tụi em có sống thử nhau không? Có, quen được khoảng gần 3 năm là sống chung. Nhưng mà sống chung này là sống chung với chị gái của em. Cả hai gia đình đều biết hết chứ không phải là sống mà lén lút. Nhưng mà ai là người gợi ý cho cái việc sống chung với nhau? Mẹ vợ mới bảo là ấy thôi thì lên hai đứa ở chung đi. Đây là ấy là có chị là chị nữa. Rồi là cho nó đỡ tiền phòng. Vậy thôi. Vậy đó. Dạ. Dọn chung. Ở chung vậy rồi có đi quá giới hạn không? Hay là cũng cứ rề rề vậy đó. Rất rề rề thôi anh chị à. Nói chung là lúc đó vợ khó lắm, không có cho đâu. Nhưng mà tụi em còn rất trẻ mà, đúng không? Dạ. Còn sao mà không háo hức? Có chứ anh được. Nhưng mà sống chung với chị gái mà không phải là sống ở nhà, mà sống trong cái phòng rồi mọi gái là chung với nhau hết, không có riêng biệt được. Thì chị mà, cũng chị lâu lâu có đi mà. Quen 5 năm, sống chung 2 năm thì mới cưới. Thì nói chung là không có chuyện gì xảy ra cả. Em đẹp là không có gì luôn á hả? Dạ, sống không chung với chị gái. Anh có khều khều móc móc gì không? Dạ có khều chứ. Nhưng mà cũng làm nóng lên rồi cũng giận rồi thôi, không làm được gì cả. Giờ biết tại sao nhỏ ít nói với ngơ ngác hoài. Vợ em nóng tính lắm, thấy là em làm cái gì là sẵn sàng cái là quát lên à. Trong thời gian đó thì hai em có những cái biến cố gì xảy ra? Biến cố mà coi như là xém, coi như nghĩ là chia tay luôn là vì anh có người thứ ba. Wow. Dễ sợ. Trong khi anh này lù đù vậy đó mà ảnh vác cái lù cái lù thứ ba. Ghê thiệt luôn. Hay là vì em ức chế là em khều nó hoài không được, em nổi điên, em có người thứ ba cho rồi.
Dạ, không phải, lúc đó thì vợ em cũng đang lúc hay giận nhau á, hai đứa hay cãi vã nhau lắm. Chúng như sóng thần gặp được hai nhỏ kia em bảo quay lại, em bảo là bảo thích em rồi. Một đợt đó về Nghệ An thì em cũng nhắn tin qua lại, sau em mới chạy từ Nghệ An ra Hà Tĩnh, qua rước về Nghệ An rồi chơi mấy ngày Tết luôn. Là rước hai em bé đó? Dạ, rước con nhỏ mẹ à, rước nhỏ, một bé dạ. Nhỏ thích ảnh đó. Vậy mà dạ, em nói không có gì. Không, thì rước về có một ngày à, rước về có một ngày xong đi ăn uống, đi nhậu nhẹt với bạn bè xong rồi trở về lại. Sao vợ biết hay vậy? Mà đợt đó thì tự nhiên linh tính làm sao, vô tra cái số điện thoại của ảnh thì thấy sao hay nhắn tin gọi điện cho cái cô nào mà sao 1-2 giờ đêm ấy. Nhưng mà lúc em biết thì cũng là xong xuôi hết rồi. Lúc đó thì em cũng có gọi điện cho cô đó. Thì em cũng nói là em là người yêu của anh Quyền 4 năm rồi, vậy đó cũng tính tới chuyện cưới hỏi này rồi. Thì cô đó cũng nói là lúc quen cô là anh Quyền nói anh Quyền chưa có người yêu. Có quen, có người yêu rồi nhưng mà chia tay rồi vì bố mẹ không thích quen xa. Anh nói như vậy ấy. Cô đó có kêu là nếu như mà quen 4 năm mà ảnh còn nói dối chị tới mức độ như vậy thì chị phải nên coi lại đi. Đúng là cô đó cô dán thêm một câu tháng luôn ấy. Em nghĩ là thôi rồi, em bỏ luôn á, em không quen nữa đâu. Em sốc quá. Nhưng mà tới hồi em về quê thì cũng năn nỉ gọi điện, giống như cái duyên, cái nợ, cái số sao rồi chấp nhận bỏ qua tha thứ làm lại từ đầu. Rồi sau đó còn chở cô nào nữa không? Dạ không, từ hồi cưới giờ thì không, có chuyện ghen tuông đồ hầu như là em không có. Quê cái thời gian mà giận nhau em về quê đấy. Có cái anh ấy gần nhà cũng thương lâu rồi, nhưng mà em thì em có, em quen ổng thì em chỉ nghĩ tới ổng thôi chứ không nghĩ tới ai khác. Anh cũng ngỏ ý là muốn thăm nhà rồi cũng muốn cưới này kia. Lúc mà nếu như mà ảnh mà không kêu bố mẹ xuống cưới thì chắc em cũng nghĩ em buông ảnh rồi. Ảnh kêu bố mẹ, lừa bố mẹ vào từ ngoài Nghệ An, đặt vé máy bay vào, hai bên gia đình gặp nhau nói chuyện rồi vậy thôi cũng đồng ý cưới luôn. Bố mẹ với bác xuống vợ có đồng ý cưới đâu? Bố mẹ cứ nghĩ là em với ảnh là đồng ý với nhau rồi, quyết định cưới rồi. Thì lúc bố vào bố đặt vấn đề cưới như vậy thì em mới nói thẳng ra là em chưa có đồng ý. Tại vì công việc chưa ổn định, em nêu nhiều lý do lắm. Thì lúc đó thì bên nhà trai cũng tỏ vẻ không được vui ấy. Em cũng nghĩ kỹ, nếu bây giờ mình không đồng ý cưới mà trong khi bên nhà trai người ta đã sắp xếp hết rồi, rồi ảnh lại nói là thôi em đồng ý cưới đi, thì em cứ nghĩ là chắc là anh này anh tu tâm rồi, giờ biết lo cho gia đình mới vậy thôi, rồi đồng ý cưới luôn. Như vậy là cái đêm tân hôn rồi có loay hoay rồi có trắc trở hay là ngơ ngác? Về quê vợ đám cưới là lo ăn quay rồi nhậu nhẹt rồi xỉn rồi cũng hết rồi còn làm gì nữa. chả có đêm tân hôn luôn. Cưới ở ngoài Nghệ An là ở đó 5 ngày xong rồi vào thì em đổ bệnh xong rồi sau đó mới có. Trời ơi, tội nghiệp nhỏ hết sức luôn. Lần 6 năm trời đó rồi có vui không? Tàn sát rồi coi trả sao? Thù cho nó. Tàn sát. Bánh nhà lồng nóc chợ đi. Em cuồng như khi vợ em không cuồng lắm đâu. Có mình nên em cuồng nhiệt. Dạ đúng rồi. Tội nghiệp thằng nhỏ. Bắt ta chờ gần 6 năm trời xong rồi không cuồng nhiệt không là sao nhiệt. Trời. Nhỏ ngơ ngác. Rồi em có bị sốc khi mà vợ em không cuồng nhiệt không? Không, em cũng bình thường vậy à. Em bớt cuồng nhiệt luôn. Dạ rồi, quen rồi. Tại vì cái đó nó xảy ra thường xuyên thì cho nên mình cũng dễ thùng chai luôn rồi. Tới giờ luôn ạ? Dạ đúng rồi. Cũng bây giờ như là có con nhỏ rồi á, giờ những cái lâu lâu về những khi như vợ chồng có cũng được không có cũng được, tại vì đi làm về mệt mạnh ai người ấy sống người ai người ngủ rồi thôi. Khiếu có thấy cái việc đó nó làm cho cuộc sống nó bị đơn điệu? Dạ cũng có chứ à, nhưng mà tại vì có nhiều thứ nó ép mình tới như vậy á, nhiều lúc cũng muốn thay đổi, cũng muốn nó vui hơn, nhưng mà giờ con cái đủ thứ nó lo hết cho nên là cứ vậy nó cứ đi. Nhưng mà em có thấy là đôi lúc em tủi thân về cái chuyện đó không? Dạ cũng có chứ. Có. Rồi em có nói với chồng không? Dạ có nói. Rồi chồng nói sao? Dạ thứ nhất là còn con nhỏ mà còn công việc nó đi nữa thôi, về nhiều khi như cũng mệt, nhiều lúc cũng trả bài cho có rồi thôi. Dạ nó quen rồi không thay đổi được, cứ vậy thôi là được rồi. Lạ lùng sủng vậy. Rồi bây giờ sao? Rồi sống với nhau thì bây giờ thấy những tật xấu của nhau như thế nào? Ảnh thì vô tâm, ít nói, mà đặc biệt cái là mê game, mê điện thoại, kêu anh ơi giữ con, là cứ tay bấm điện thoại tay con, chơi sao không biết, con té từ nệm té xuống, con khóc tím mặt tím mày chạy lên hỏi ủa anh con bị gì á, không sao hết, không có gì hết, không nói cho mình biết là con bị té như vậy đâu. Xong sáng ngày mai dậy thấy cái đầu con u nguyên một cục trà bá vậy, rồi vô tâm với vợ, đặc biệt cái là vợ buồn vợ khóc gì mặc kệ, gây lộn là cứ bỏ đi, để vợ ở nhà một mình, đi ra banh cũng đi nhậu cũng đi, để vợ ở nhà khóc gì
hình như là không có đặt cái tình cảm của gia đình lên nhiều. Anh sống hình như là giờ anh nghĩ cho cái tôi của anh vẫn nhiều hơn. Mà tới Quyền đấy em, vợ em có thật xấu gì không? Em làm gì sai cũng vậy, em bảo em làm gì mà không vừa ý là cái đó đầu là la lên liền à. Nhiều khi bảo em làm á, nhiều khi em cũng làm biến em làm lắm. Làm là không vừa ý là bắt đầu là la là chửi ấm sùm ấm lên. Rồi em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt nóng tính lại một chút thôi. Em thì... mong muốn Quyền thay đổi điều gì? Em thì chỉ mong muốn anh để tâm tới vợ nhiều một chút, thương con thêm một tí nữa. Chứ còn hờ hững với vợ con lắm. Chị cảm giác giống như em có một cái thế giới riêng của em hay sao á nha. Coi là khép kín lại á. Đúng không em? Em không có cái nhu cầu tâm sự, không có nhu cầu bộc lộ với ai hết. Dạ đúng rồi, thì làm về chị biết ăn xong rồi đi ngủ thôi. Là đã ít nói chuyện rồi lại ít cái quan hệ nữa. Quan hệ vợ chồng á, em hiểu không? Dạ. Thì nó sẽ rất là nhanh dẫn đến cái chuyện là sống như hai người bạn. Dạ. Mới đầu thì là hai người bạn thân, về sau là hai người bạn không thân lắm. Rồi đi đến cái vấn đề là giống như hai người bạn mà nó gần như là người bạn xa lạ đó, kiểu hai bạn vậy. Thân mà thân ai nấy lo. Đó, tức là nó sẽ rất là dễ dẫn đến trường hợp như vậy. Thành ra là tụi em phải cải thiện cái mối quan hệ như quan hệ vợ chồng này. Dạ. Còn nếu tụi em không thể như thế được. Dạ, em cũng mong là sau cái chương trình này nhờ có sự góp ý của chị rồi lên đây vợ nói những gì mà mấy lâu nay vợ giữ trong lòng ấy, hy vọng anh sẽ thay đổi được. Phải cải thiện thì cuộc sống vợ chồng mới chất lượng được. Bắt buộc nghe cưng. Rồi. Dạ, em cảm ơn anh chị. Xin chúc hai em sẽ cải thiện được thành công. Dạ vâng, em cảm ơn anh chị. Em cảm ơn anh chị. Rồi. Mời quý vị chúng ta cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Wow. Yeah. Em chào anh chị. Em chào anh chị. Rồi, xin mời hai em. Wow, rất vui được chào đón hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Phải nói là rất là bất ngờ khi mà có một cô dâu người nước ngoài đến với chương trình Vợ Chồng Son như thế này. Em biết nói tiếng Việt không? Dạ vâng, em biết nói tiếng Việt. Rồi, giờ mà hai em giới thiệu về mình. Anh để đoán nè. Đoán hả? Giờ đoán nha, em phải người Ukraine không? Dạ, đúng rồi. Sao chị hay vậy? Nó chưa, không phải đoán đâu. Tại vì á, thấy cô bé này ở ngoài xinh quá. Hồi nãy có lén lén hỏi bên ban biên tập á, là cô bé này ở đâu mà xinh quá vậy? Biên tập mới nói là người Ukraine. Vậy đó. Trong nhà nội. Em cảm ơn chị. Nhưng mà là chắc là em sang Việt Nam đã lâu rồi đúng không? Dạ vâng, em sang Việt Nam 5 năm rồi. 5 năm rồi. Rồi thôi bây giờ giới thiệu về mình đi. Em tên là Sophia Phan, em đến từ Ukraine. Bây giờ em sống ở Hà Nội. Có em bé con lai xinh xinh. Bao nhiêu tuổi? Em bé mình 18 tháng tuổi. 18 tháng. Dạ. Còn Sophia Ma bao nhiêu tuổi? Em 27 tuổi. 27 tuổi. Dạ. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình. Dạ, em là Sơn. Phan Vũ Sơn tên đầy đủ. Em sinh ra ở Ukraine. Em sống ở Ukraine một thời gian. Sau khi tốt nghiệp đại học xong thì hai vợ chồng có làm đám cưới ở bên U xong rồi mới quyết định về Việt Nam. Mà Sơn, ngành chính của Sơn là gì? Ngành chính của em là marketing. Để đoán nha. Dạ. Chắc là học chung với nhau rồi hai bạn coi như là quen nhau từ lúc đó luôn, gọi là thanh mai trúc mã đúng không? Thật ra thì hơi khác một chút. Vợ chồng em thì quen nhau do là hai vợ chồng là học cùng một trường đại học tổng hợp. Thì em học khoa ngoại giao, còn vợ em Sophia thì học khoa tiếng Việt. Khoa tiếng Việt. Thì do trường có tổ chức nhiều sự kiện nên là hai vợ chồng có dịp gặp nhau thường xuyên. Rồi từ đấy là bắt đầu tìm hiểu với nhau. Chắc lẽ là cũng thích cô gái này bởi vì là cô ấy yêu văn hóa và yêu ngôn ngữ Việt Nam. Cũng chính vì lý do đấy là em cũng thấy tò mò tại sao một cô gái người U mà lại rất là thích tiếng Việt mà lại cũng thích tìm hiểu về phong tục tập quán của Việt Nam. Thì em mới bắt đầu tìm cách để hỗ trợ giúp. Hỗ trợ rồi trợ luôn. Nhưng mà tại sao Sophia lại thích tiếng Việt? Dạ, lúc mình vào trường thì mình đã muốn chọn một ngôn ngữ châu Âu. Bởi vì hồi xưa mình học nhiều tiếng châu Âu. Sau đó mình quyết định học một ngôn ngữ khác, ngôn ngữ mới.
Cho nên là mình chọn tiếng Việt. Vậy thì Sora biết được bao nhiêu thứ tiếng? Dạ, em biết tiếng Ukraine, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Việt và một chút tiếng Đức. Sơ sơ là 5 tiếng rồi đó. Dạ vâng. À, lần đầu tiên mà em gặp Sophia, em có ấn tượng gì về cô gái nào? Ngoài cái việc là cô ấy thích học tiếng Việt. Cái ấn tượng đầu tiên em nhớ là em chỉ nhìn thoáng qua thôi. Thì em đã thích, em đã thấy một cái sắc đẹp nó rất là tuyệt vời. Thì em đã bị quyến rũ bởi cái sắc đẹp đấy. Từ lúc đấy là em tìm mọi cách để tiếp cận đối tượng, tượng và làm quen. Sophia có nhớ là lần đầu tiên Sophia gặp anh này trong một cái hoàn cảnh nào không? Dạ vâng, em gặp anh Sơn lần đầu tiên ở bên trường của em. Lúc đầu thì em không chú ý nhiều. Nhưng mà sau đó anh Sơn bắt đầu giúp đỡ nhiều, muốn giúp học tiếng Việt. Thì mình thấy anh ấy rất là nhiệt tình. Nhưng mà em có thấy Sơn đẹp trai không? Dạ có. Sau đó thì cái câu chuyện của các em nó phát triển như thế nào? Và Sơn chủ động tấn công cô gái này ra sao? Trong bao lâu thì coi như là chiếm được cái tình cảm của cô? Chắc là khoảng nửa năm ạ. Nửa năm bọn em tìm hiểu về nhau. Xong rồi sau đó là chính thức là yêu nhau. Lúc đó là có đưa về gặp bố mẹ chưa? Hay là yêu một thời gian lâu rồi mới đưa về gặp bố mẹ? Sau khi chính thức yêu nhau thì em có nói chuyện với bố mẹ. Và bố mẹ em á? Dạ vâng, cũng bố mẹ em. Cũng kể qua thôi. Đến một lúc sau nữa thì em mới quyết định là cho Sophia về để giới thiệu với bố mẹ, với gia đình. Mà tại bên U luôn? Ở bên U ạ. Xong rồi em nhớ là lần đầu tiên em tới nhà Sophia là sau khi em đi du học ở Anh về. Qua luôn từ sân bay em chạy qua về thẳng nhà Sophia để làm quen với bố mẹ Sophia. Rồi ông bà sao? Ông bà welcome con rể Việt Nam không? Thì lúc đấy thật ra là cũng chưa biết là con rể hay chưa. Là biết bạn trai là đúng không? Dạ vâng, chỉ biết là bạn trai thôi. Bây giờ phải hỏi Sophia, đúng rồi đó. Sau khi mà Sơn về thì bố mẹ em có nói gì về Sơn không? Em nhỏ hồi đấy bố mẹ rất thích. Cũng nói là con trai hiền, rất lịch sự. Nói chung là anh Sơn là người Việt nhưng mà bố mẹ của em không có vấn đề ngôn ngữ bởi vì anh Sơn biết tiếng Ukraine. À? Đúng rồi. Nghĩa là sau đó là như là hai bên gia đình đều coi như là đồng ý cho cái việc là hai đứa coi như là tiến sâu hơn nữa. Dạ vâng. Đúng không? Đúng rồi. Như vậy là chuyện tình cảm của các em không có gì gọi là chắc trở khó khăn gì thuận lợi không? Có chia tay chia chân trong cái thời gian yêu nhau không? Có ghen hờn gì không? Đó, bọn em yêu nhau là 4 năm trước khi cưới. Phần lớn là phải yêu xa tại vì em mới tốt nghiệp đại học xong và em còn phải đi học thạc sĩ ở Đức nữa. Với Sophia cũng tốt nghiệp và đi học thạc sĩ ở Việt Nam. Cho nên là 4 năm là hai vợ chồng em là yêu xa. Em thì sang Đức, anh Son thì sang Việt Nam để chơi vài tháng, sau đó lại xa nhau. Sau 2 năm ở Đức xong tốt nghiệp xong thạc sĩ ở Đức thì em mới quay lại về U để tổ chức đám cưới. Được cái lý do nào mà hai bạn quyết định về Việt Nam sinh sống? Hai vợ chồng muốn thử làm kinh doanh ở Việt Nam. Và trước khi hai em vào Hà Nội thì hai em ở bên Nha Trang là mở quán cà phê. Nhưng mà do Covid thì đóng cửa rồi. Trong khoảng thời gian mà em xa Sophia, dạ, cô này rất là xinh. Dạ. Đúng không? Thì anh hỏi em. Em hiểu anh hỏi gì. Em ở nước ngoài, dạ, em có sợ mất Sophia? Em rất sợ. Em nói thật, tại vì em rất sợ. Tại vì Sophia rất xinh. Mà Sophia lại... Lúc đấy là Sophia lại ở Việt Nam. Lại học lại học ở trường Đại học Xã hội và Nhân văn. Cho nên là em phải tìm mọi cách để giữ được Sophia. Có ghen không? Sơn ghen không? Cưng. Dạ. Sophia. Dạ. Anh Sơn có ghen không? Có. Đang hỏi giai đoạn cho yêu nha. Giai đoạn yêu á. Trước khi em sang Việt Nam, anh Sơn phải làm cầu hôn. Cầu hôn. Oh. Em phải xin cầu hôn. Bố mẹ của em có được không? Coi như bố là mẹ
xác nhận chính chủ. Dạ vâng. Ngồi đây, đúng không? Đúng rồi. Xác nhận chủ quyền á. Dạ. Ừ. À. Bây giờ là lấy nhau được mấy năm rồi? À, 4 năm rồi ạ. 4 năm. Từ 4 năm 2018. 18 tháng. Wow. Vậy là tụi em cũng trường kỳ rồi ha. Dạ. 4 năm yêu nhau, 4 năm lấy nhau, dạ. 8 năm rồi. Gần một thập kỷ bên nhau rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Rồi vậy giờ anh Sơn anh có cái tật xấu gì không? Tật xấu thì nhiều. Sophia chắc biết cái phần này nữa. Ai không có. Đâu Sophia kể đi cái tật nào mà Sophia muốn anh thay đổi nhiều nhất. Thay đổi. Thực ra hồi xưa em thấy anh Sơn thiếu các lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Có vợ đẹp vậy mà. Wow. Cho nên mà em nói cho anh ấy là phải thay đổi, phải kiểu mở cửa xe ô tô khi em vào các thứ kiểu ở châu Âu đã nộm nó phải như thế. Gentleman. Và thiếu lãng mạn này rồi gì nữa. Và em thấy anh Sơn thay đổi rất là nhanh. Và em thích cái đấy bởi vì anh Sơn là người nói thì ít nhưng mà làm thì nhiều. Đó. Và em rất là thích đàn ông, nó không thích đàn ông nói chuyện nhiều nhưng mà hành động thì ít. Không, đây là cái phần mà kể tật xấu. Dạ. Đó. Dạ, kể tiếp. Kể tiếp tật xấu anh đi. Kể tiếp đi. À. Thiếu lãng mạn này. Thiếu lãng mạn. Còn gì nữa? Có gì nữa? Có bừa bộn không? Không. Có vứt đồ lung tung không? Chắc làm ít massage. Massage chan, có nghĩa là ít khi làm massage chan, ít khi chăm sóc vợ, ít khi chăm sóc vợ. À, ít khi chăm sóc vợ. Không phải là ít khi chăm sóc vợ nhưng mà ít khi làm massage. Có nghĩa là Sophia thích massage chân. Dạ vâng. Mỗi lần. Nhưng mà Sophia có nói với anh biết rằng là em đang mỏi chân, em cần anh massage cho em. Em có nói không? Không. À, thích anh chủ động làm. Giờ có ghen không? Có ghen không? Tới bây giờ còn ghen nhiều không? Chắc không. Không có gì nữa. Không ghen luôn? Dạ. Có nóng tính không? Nóng tính cho người khác. Nhưng mà sơ bội em thì không nóng tính. À, nóng tính với người bên ngoài. Dạ. Nhưng mà với vợ là không có nóng tính. Dạ. Đúng không Sơn? Em nếu mà vợ em nói thế thì chắc là thế. Đấy. Không, nhưng mà cái vấn đề mà massage chân á là đó giờ là em có biết rằng là vợ em rất muốn được em massage chân cho vợ. Em mới biết là vợ em thích massage. Em thích massage nhưng mà em ít làm. Thỉnh thoảng thì thỉnh làm. Thỉnh thoảng thì mà... dạ. Ừ. Nhiều hơn. À, em muốn nhiều hơn. Đúng không? Sao em muốn nhiều hơn. Thôi giờ còn gì nữa không? Hết rồi. Dạ, có bừa hết bộn rồi. Không? Có bừa bộn vứt đồ lung tung không? Không, không còn vấn đề. Rồi bây giờ khui luôn nè. Có mê game không? Mê xem Facebook coi như là mạng xã hội không? Mạng xã hội. Có bị nghiện không á? Không, không ạ. Có hay chơi game không? Có chơi game không? Chơi game nhưng mà ít khi. Thôi gì cũng không phải thật xấu. Nha. Giờ chị mong muốn thay đổi là chị có massage cho Sophia. Massage chân là okay. Yes. Bây giờ một tuần mấy ngày nói luôn đi. Một tuần mấy đêm nè. Massage chân á. Em mong muốn. Ba lần một tuần. Đó. Ba lần một tuần. 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7. Chọn, người chọn. Được không Sơn? Đây là mong muốn của Sophia. Chắc nếu mà mong muốn của vợ thì chắc em phải sắp xếp. Nhưng mà em cũng không đồng ý. Trời ơi, biết là biết gài liền luôn. Đó, bắt tay là đồng ý. Phải cảm ơn anh với chị Hồng Vân dạ, nha. Dạ, em cảm ơn anh chị. Giờ tới Sơn nè. Đó, Sơn. Sophia có tật xấu gì cần thay đổi không? Người đẹp của em đó. Tật xấu thì em để ý thấy là ví dụ nhiều lúc là Sophia hay lập luận sai ấy thì em cũng giải thích nhưng mà vẫn giữ cái lập trường của mình, không chịu thay đổi. Là bướng à? Bướng bỉnh, thỉnh thoảng là sẽ bướng bỉnh. Còn cái thứ hai thì em không biết là cái đấy là thật xấu hay không nhưng mà sáng nào cũng phải có một cốc cà phê với một cái bánh xinh châu. Trời ơi, cái đó lúc nào cũng thế. Cái đó là bình thường. Đúng không? Kể cả trời. Khi
bánh sừng trâu ngon mà. Dạ, nhưng mà... Có nghĩa là một tuần ăn mấy lần? Nhưng mà anh Sơn một tuần phải dậy trước và mua cho em. Có nghĩa là sáng nào cũng thích sáng gì nào hết. Cũng phải có một cái cốc cà phê nóng và... Cái đó là thói quen của người châu Âu hay sao? Dạ. Bố mẹ của chị ấy. Dạ. Bây giờ khi các cụ 80 mấy tuổi rồi, các cụ vẫn còn giữ thói quen đó. Dạ. Tại bố mẹ cũng đi học từ nhỏ. Dạ. Học ở bên đó từ nhỏ. Sáng nào cũng vậy, cứ bánh mì đi. Cà phê sữa nóng, bánh mì bơ. Em có ăn bơ không? Đó có. Đó, cứ bánh mì bơ với một chút salad đó, hoặc là gì, sesame không phải, cái gì gọi là salami. Salami. Dạ đúng ạ. Ăn hoặc phô mai. Ăn hoài luôn. Từ ngày này qua tháng nọ luôn. Và Sophia là cứ bánh sừng trâu với một cốc cà phê nóng. Dạ vâng. Cái đó là tật dễ thương. Tật dễ thương. Tật tốt. Nhưng mà không phải là thích, phải là Sơn đi mua. Đúng rồi, đúng không? Phải là em đi mua, còn không là bao giờ tự đi mua cả. Nhưng mà sau đó có ăn thêm gì nữa không? Sau đó thì có thể nhịn đến tối ăn luôn ạ. Ăn trưa, ăn tối. Ăn trưa thì em thấy Sophia ít, phần lớn là ăn tối, ăn sáng, ăn tối. Rồi bây giờ hỏi nè, cô ấy có ghen không? Khó chứ ạ, cực kỳ ghen. Cực kỳ ghen luôn? Cực kỳ ghen. Bây giờ ghen với ai nè? Bây giờ ghen với ai? Thì tại vì công việc của em là về online là chính, cho nên là Sophia có thể là ghen đùa ấy ạ. Có thể là ghen đùa, có thể ghen thật. Ví dụ mà ghen hình ảnh trên Facebook thôi. Có thể dạ vâng, ghen hình ảnh chứ trên Facebook. Chứ làm gì có người thật. Hoặc là ghen. Tại vì em Facebook của em là dùng để làm việc, thì có thể là người phụ nữ nào nhắn thì có thể là Sophia sẽ bắt đầu trêu. Hoặc là có thể bắt đầu nói ghen. Có lúc nào mà ghen mà cãi lộn nhau? Cãi lộn nhau thì về vấn đề ghen thì không ạ. Về chỉ về chỉ vấn đề cuộc sống gia đình. Tại vì cuộc sống gia đình thì không thể tránh khỏi những cái những thứ mà hai vợ chồng có thể là không đồng tình. Bây giờ chị hỏi nè, cái cách dạy con á, dạ, ai là người cầm chịch? Có nghĩa là trong có xung đột về cách dạy con không? Chắc là cách dạy con thì ai là người dạy? Em là người dạy. Bởi vì thật ra em là giáo viên, cho nên là cái vấn đề dạy con rất là gần cho em. Em cũng nghiên cứu nhiều về các Montessori để dạy con rất tự do. Có nghĩa là Sophia là người chính. Dạ đúng rồi. Vậy là em có khi nào em xung đột đó, xung đột về cái cách dạy với Sophia? Xung đột nói để nói hẳn là xung đột thì không ạ. Ví dụ em có thể góp ý, tại vì do là sống ở Việt Nam thì em cũng phải dạy bé nhà em là ý để cho em bé vâng để cho em bé biết về phong tục tập quán Việt Nam, biết về cách sống ở Việt Nam như thế nào. Mà ông bà nội giờ đã về Việt Nam chưa hay là vẫn ở bên kia? Ông bà nội thì ở Việt Nam lâu rồi ạ. Ở Việt Nam lâu. Dạ vâng. Ở mỗi nơi một chút. Dạ đúng ạ. Ông bà có can thiệp nhiều vô cái việc dạy con của tụi em không? Không can thiệp nhiều, nhưng mà thỉnh thoảng thì có góp ý. Dạ. Thì cách dạy của người nước ngoài với người Việt mình có nhiều cái khác nhau lắm. Đúng rồi, khác rất nhiều. Khác nhau. Dạ, vâng, khác rất nhiều luôn. Nội mà cái chuyện mà cho em bé mà khi nó té xuống á. Dạ đúng rồi. Rồi nước ngoài là người ta để tự đứng lên, còn người Việt Nam mình là không ạ, trời xong rồi đánh đất. Đó thì thường những cái đó là dễ xung đột lắm. Đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà bạn Sơn này cũng đã là sinh ra ở Ukraine, cho nên là ít nhiều gì là cũng là người Ukraine rồi. Dạ. hơn 20 năm. Cho nên là cũng... bố mẹ em cũng hiểu. Cho nên là cũng chỉ có góp ý thôi. Rồi bây giờ Sơn mong muốn Sophia thay đổi điều gì? Nếu như có. Thật ra nếu mà đã yêu nhau rồi, mà đã về cùng một mái ấm và có cả con rồi, thì em nghĩ là những cái thói hư tật xấu ấy cũng sẽ thành là những cái tính tốt. Tại vì mình yêu vợ mình, cho nên là em thật ra em cũng không biết là có cái vấn đề gì để thay đổi. Thôi cứ để nguyên vậy luôn. Cứ để nguyên như vậy. Yeah. Và chồng con sẽ mãi mãi yêu. yêu Sophia có lãng mạn không? Sophia rất là lãng mạn. Vậy thì em cũng
Nếu mà như vậy á, thì hoặc là em phải ước, em phải mong là Sophia ơi em bớt lãng mạn lại. Hoặc là em phải nói là Sophia ơi anh hứa với em, anh sẽ thật là lãng mạn để phù hợp với em. Đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Bắt buộc đúng không? Đúng không Sophia? Bây giờ cho Sophia, đó đó là nghĩa là chị Vân đang gợi ý cho Sophia. Bây giờ cho em thêm một cái điều mong muốn nữa. Thì em nói đi, em mong muốn điều gì? Sơn ơi. À, nói bằng tiếng Ukraine cũng mong được. Mong muốn. Ừ. Anh Sơn sẵn nào phải mua một cốc mì cà phê sữa nóng và một bánh xin châu. Cho em. Cho em. Và một tuần. Và sau đó một mùa bánh xin chào cho bé Alisa nữa. Ừ, nhưng mà còn một tuần thì ba lần gì? À, và ba lần massage. À, trời ơi. Ơi. Sơn đỏ mặt luôn kìa. Đỏ mặt là mắc cỡ là đồng ý đó. Và chúc mừng Sơn với Sophia. Các bạn đã có một cái mối tình rất đẹp. Và để có được ngày hôm nay rõ ràng là để có được hạnh phúc như hôm nay, để có được nụ cười hạnh phúc, thì rõ ràng là các bạn đã trải qua rất là nhiều câu chuyện yêu thương với nhau. Và hạnh phúc là một lựa chọn. Các bạn đã lựa chọn đúng người, đúng đúng đối tượng để mà chúng ta có thể là trao hết tất cả những tình yêu cho nhau. Dạ, chúc mừng các bạn. Cảm ơn anh chị. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Chúc cái kênh TikTok càng ngày càng chịu view nha. Dạ, cảm ơn. Và chúc luôn hai đứa mau sớm có thêm một bạn nữa. Dạ, nha. Có muốn không? Có chứ ạ. Rồi, anh... trước khi tạm biệt, anh chúc cho Sơn và Sophia nha. Không có đợi lâu nữa. Bé trai nha. Vài tháng nữa sẽ có tin vui. Và qua năm sau sẽ có một em bé tuyệt vời đến với gia đình của Sơn và Sophia. Và đó là bé trai. Ok. Cảm ơn anh chị.